Đây là một câu chuyện tình yêu được tái hiện trên sân khấu ngay bây giờ. Một nữ thí sinh có rất nhiều cố gắng trong tuần qua. Đó chính là Hạnh Tâm. Tâm trạng đi biển thì ai cũng nghĩ là đi xả hơi rồi nghỉ dưỡng, đi spa, chứ ai đâu nghĩ là làm thể lực này nọ. Bắt mình chạy vòng vòng dưới biển, vừa chướng ngại vật, xong rồi lại còn kéo bánh xe. Nói chung những cái trò đấy thì mình chỉ nhìn ở trên TV thôi, chứ mình chưa chơi bao giờ. Nhưng mà cũng nhẹ thôi. Chỉ khó khăn về mặt tâm lý thôi. Tại vì cứ cảm thấy lười biếng là không muốn vượt qua. Thấy vui nhiều hơn là em thấy mệt. Tại vì được chạy chung với các bạn. Chốt lại là em thấy là sau 2 tuần thì có vẻ thể lực của em đã tăng lên khá là nhiều. Tuần này Latin xong, mù mờ, không biết gì hết. Chân tay thì luôn qua luôn cuống, đặc biệt là đùi khá mập nên là lúc di chuyển thì gặp rất là vấn đề, nhiều khó khăn. Từ những tập trước đã bị biên đạo la cái vụ mà di chuyển chậm rồi. Bạn ấy có một cái lợi thế giống tôi, đó là gì? Đùi to đang hot nhất hiện nay đó, trời ơi, di chuyển rất là khó. Mâu thuẫn lớn nhất của hai đứa có lẽ là do bị dư năng lượng quá nhiều và bị khùng quá nhiều, nên là đôi khi là không có tập trung vào được bài nhảy và phải biên đạo phải la rất nhiều thì hai đứa mới gom gom lại với nhau và tập được một bài. Mời anh Trần Huy Trần. Bài thì ổn định, an toàn mà chưa wow, thiếu cái wow. Đối với anh cần thêm lửa. Thật ra là trong bài này nó chưa kéo người xem tới cái đỉnh điểm mà ý đồ tụi em đã muốn dàn dựng. Đó. Và những cái động tác khó vẫn chưa thấy xuất hiện. Anh cần cái gì đó nó làm cho người ta ngạc nhiên hơn và thán phục hơn tuần trước nữa. Đó là điều anh cần nhất. Xin mời anh Hoài Linh. Xuân Huy thì thấy thiếu cái lửa. Yeah. Mà còn tôi cần cái gì đó nó vui hơn, có cái tính giải trí hơn một chút xíu nữa. Tôi nghĩ là cái phần mà lắc của các bạn nó không có thiếu. À, nếu mà mình ở dưới sàn mà mình lắc qua lắc lại làm cho nó sinh động hơn. Cái bài này nếu mà các bạn thêm lửa, thêm cái phần nó vô nữa thì tôi nghĩ là cái bài này nó sẽ hoàn hảo. Và sau đây sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo Trần Huy Trần. Thì bài của mình nó hơi nguội đúng không? 6 điểm. Anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Ừ, tôi cũng chọn số 6 để tặng các bạn. Và anh Hoài Linh ạ. Tôi cũng 6 điểm. Và số điểm trung bình của bạn là 6 điểm từ ban giám khảo. Đó chỉ là nửa chặng đường. Không biết là bi kịch hay là hài kịch đây. Xin mời bạn bước lên cân. Và sau một tuần nỗ lực, ký cân cũ là 95,7 cân và số cân mới là 93,7 cân. Giảm 2 cân tương đương 2,1%. Tổng số điểm của bạn 8,1 điểm. Rất tiếc phải nói rằng là sau phần thi vừa rồi, số điểm của Hạnh Tâm hiện tại là thấp nhất.